Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh CDT News. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin 7 lý do bạn nên uống trà matcha mỗi sáng. Khi muốn cải thiện sức khỏe qua chế độ ăn uống thì ở thời điểm này, trà matcha là đồ uống được lựa chọn nhiều nhất. Có lẽ 7 lợi ích sau của loại trà này là nguyên nhân đánh bại thói quen uống cà phê hay rượu và được ưa chuộng vào mỗi sáng. Trà matcha là một loại trà xanh ở dạng bột, được tạo thành từ những lá trà tươi của cây trà được trồng dưới mái che chắn và không bị ánh nắng mặt trời thiêu nóng, và sẽ gia tăng hàm lượng chất diệp lục và các chất dinh dưỡng khác bao gồm cả axit amin, tannin. Sau khi hái, lá trà được đem đi hấp, rồi sấy khô, sau cùng sẽ cho vào cối đá để xay nát thành bột trà xanh. Tốt cho bộ não. Các nghiên cứu đã cho thấy catechin trong trà xanh có thể giúp ngăn ngừa sự tích tụ các mạng amyloid và protein. Đây là hai trong các quá trình xảy ra trong bệnh Alzheimer, căn bệnh dẫn đến suy giảm trí nhớ và chức năng nhận thức, tư duy, suy luận, học tập. Các nghiên cứu cũng cho thấy L-theanine, các axit amin trong trà xanh và matcha có lợi cho trí nhớ và tăng chức năng nhận thức khi chúng ta già. Thúc đẩy trao đổi chất và giảm cân. Trong một nghiên cứu được thực hiện với 35 người đàn ông và phụ nữ béo phì, được chia thành hai nhóm, kết quả cho thấy những người uống 4 ly trà xanh mỗi ngày trong 2 tháng bị mất trọng lượng nhiều hơn đáng kể so với những người tiêu thụ một giả dược. Trong một thử nghiệm khác, trên 10 người đàn ông uống matcha vào buổi sáng cho thấy họ bị đốt cháy năng lượng nhiều hơn 4% calo so với khi dùng giả dược. Những nghiên cứu này cho thấy trà xanh đặc biệt hữu ích để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và quản lý cân nặng bằng nhiều cách: sinh nhiệt tăng, lượng calo bị đốt tăng, tăng quá trình oxy hóa chất béo, giảm sự hấp thụ chất béo và thậm chí làm giảm sự thèm ăn. Cho răng khỏe và hơi thở thơm tho. Trong số các kết quả nghiên cứu cụ thể, matcha đã được chứng minh là có hoạt tính kháng khuẩn mạnh, chống lại một số vi khuẩn gây bệnh nướu và sâu răng. Ngoài ra, matcha có thể giúp giảm hôi miệng nhờ vào các chất khử trùng tự nhiên và chất khử mùi của nó. Giàu chất chống oxy hóa. Một trong những lợi ích lớn nhất đối với sức khỏe của matcha chính là chứa chất chống oxy hóa bao gồm một loại flavonol gọi là catechin, trong đó nhiều nhất là epigrocatechin gelase. Catechin đã được chứng minh có hoạt tính kháng viêm, chống ung thư và chống lão hóa. Một nghiên cứu tiến hành tại Đại học Colorado của Mỹ cho thấy có trong một ly matcha có thể hơn 100 lần so với các loại trà xanh khi có catechin. Trà đen với loại trà thông thường khác. Giải tỏa căng thẳng. Hầu hết chúng ta có rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Khi mệt mỏi hoặc bị mất nước, nhiều người lựa chọn cà phê để bổ sung năng lượng. Nhưng liều cao của caffeine và các chất kích thích khác được tìm thấy trong cà phê có thể khiến cho cơ thể tăng thêm các phản ứng căng thẳng, gây ra cảm giác bồn chồn. Đây là một vòng luẩn quẩn, và để tháo gỡ, một ly matcha có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều bởi matcha chứa một số chất caffeine nhưng ít hơn so với cà phê. Tuy nhiên, lý do chính là trà chứa L-theanine, một chất có tác dụng thư giãn tâm trí, giảm lo âu, giúp tập trung và không gây buồn ngủ. Vì vậy, thay vì uống cà phê vào buổi sáng, bạn hãy thử một cốc matcha, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn mà bị cảm giác bồn chồn. Giữ xương chắc khỏe. Matcha rất có lợi cho phụ nữ mãn kinh, người bị gãy xương. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng EGCG trong matcha có thể làm giảm số lượng hủy cốt bào, các tế bào hủy xương và tăng số lượng cũng như hoạt động của tế bào tạo xương. Vì vậy, uống trà matcha cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn duy trì sức mạnh của xương, ngăn ngừa mất xương hay tăng tốc cho quá trình điều trị gãy xương. Bảo vệ và chống nám da. Trong một nghiên cứu, 60 phụ nữ tuổi từ 40 đến 65, một nửa phụ nữ được cho uống matcha và nửa còn lại được uống giả dược mỗi ngày trong vòng 12 tuần. Kết quả cho thấy, những người phụ nữ đã uống trà xanh, da của họ ít đỏ hơn 25% trong phản ứng với một liều lượng bức xạ tia cực tím sau 12 tuần so với nhóm trà không xanh. Điều này cho thấy rằng các hoạt chất trong trà xanh tác động đến và bảo vệ da, chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời. Hơn thế nữa, những phụ nữ uống trà xanh cũng đã có những cải thiện về độ đàn hồi da và giảm độ thâm và rộng của nám.
Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Hẹn tất cả các bạn vào những video lần sau.